Quá đỉnh, mê mu quá đỉnh, mê mu quá đỉnh, mượt mà còn bắn full đỏ không? Tôi sẽ chơi FIFA trên giả lập mê mu để xem nó có bị lắc như giả lập MFI và Bluestat hay không. Được rồi, đầu tiên chúng ta cần phải tải giả lập. Thì cái bước này tôi đã hướng dẫn hơn 100 lần ở trên kênh của tôi rồi, mọi người có thể quay lại để xem những clip đó. Còn bây giờ, việc của tôi là chỉ cần vào con game FIFA. Oh no, nó đang download cái gì đó mà tôi không biết, vì phiên bản memo của tôi đã trở thành tính tiến của tung tùa. Dấu sang hậu Trung Quốc xíu chạy quân dầu biến trị lên, tôi không nhớ rõ lắm. Ủa sao không bắt chuột, không phím đâu. Giả lập memo có vẻ bé và cao này, mà sao nó bị lắp cái vụ ảnh hiện chuột rồi nè. À, về bên này mới được nha mọi người, về bên này đó lắp có mẩn đi luôn. Sao chơi bị gì rồi. Rồi, FF khá mượt này. Memu là giải pháp cuối cùng. Memu này thì có thể cài macro cũng như là một số thứ để chơi cho nó mượt. Vậy nhưng memu này về FF vẫn khá mượt. Vậy từ nay phải chuyển sang chơi memu rồi. Memu giải pháp cuối cùng của anh em. Cuối cùng cũng tìm được một cái ứng dụng gọi là FM khá cao rồi. Chơi Memu bây giờ vẫn được 90fps nha mọi người. Ok, vậy là xong rồi. Để vào trong test ngay cho anh em xem. Vào test ngay. Có vẻ như là do Bluestat và cái kia sau khi cập nhật lên thì nó bị gì đó làm cho FPS nó kia. Còn trên Memu này nó vẫn còn y cũ. Phải vô đầu chứ. Ok, như các bạn thấy FPS của mình khoảng từ 79-80. Cái này là do máy mình update lên nó hơi lắc chứ không, chắc FPS của nó chắc 90 đấy. Mà nếu mà tắt quay màn hình đi thì chắc là 90 đấy. Ồ, đặt keo nha. Quá đẳng cấp. Cái memo này còn có một cái tầm ở ngay ở giữa chính màn hình của chúng ta để chúng ta bắn Snip nó được gọi là lợi thế hơn nữa. Mà cái nhớ không lầm thì cái ứng dụng này chính là cái ứng dụng mà ngày xưa Invica sử dụng và bị ban nạt, bị chết à, xong bay à luôn. Trời ơi, bay ạt là đúng rồi. Nếu mà chơi quen rồi không biết nó như nào, lâu lắm rồi chưa chơi mà chơi đến này nó đã hit shot thì như vậy rồi. Tất cả lùi về để tôi, đồng chí hãy để tôi. Quá đỉnh memu, mượt mà còn bắn full đỏ không nữa chứ. Được rồi, sau đây tôi sẽ đưa ra lời nhận xét đến con memu này với tất cả mọi người. Là một cái ứng dụng tuyệt vời, FPS cũng được 90, tạm thời là chưa lên tới 90 hoàn toàn, nhưng nó cũng đã sấp xỉ ở cái phạm vi đó và khá mượt. Chơi thì bắn hit shot, còn có thêm ở giữa cái tâm ở giữa để bắn AW cùng với những khẩu snip một cách dễ dàng hơn. Hiện tại lúc này tôi bắn với đồ họa cao và FPS cao, độ phân giải cao, chỉ có không bỏ bóng thôi và còn quay màn hình nữa, vậy nên FPS nó không được 90. Khi tắt đi thì chắc chắn nó sẽ được 90 đấy mọi người. Vậy nên bây giờ memu chính là cái giải pháp giải cứu mọi người khi tình trạng Bluestat cùng MFI với các ứng dụng giả lập cùng với cập nhật của FIFA Beta 37 làm cho các giả lập nó Bluestat MFI nó bị không thích nghi nữa với game FIFA, làm cho chơi game nó bị lag. Thì hiện tại chúng ta đã có MU Player vẫn còn thích nghi khá là ok với cái game FIFA Beta 37 này. Vậy nên memu Player đang là một sự lựa chọn tuyệt vời nhất đối với chúng ta. Vậy nên hãy tải memu Player. Và cách thức để tải memu Player rất đơn giản, sau đây mọi người cùng làm theo mình nhé. Bước 1, vào Google Chrome hoặc là vào hai cái này, sau đó gõ memu Player. Trang web thứ hai nhất và trang web thứ hai đều là trang web chính chủ của nó, vậy nên chúng ta sẽ bấm vào một trong hai cái đó, sau đó bấm vào tải xuống. Nó sẽ đưa sang một trang khác và hỏi mình tải về đâu, thì tôi đã tải rồi, mọi người chỉ cần bấm save là nó tải thôi. Điều mọi người muốn đó chính là cách setting giả lập cách kiểu trên memu. Mọi người lên YouTube gõ memu giao du, có tận hai clip cho mọi người sẽ hướng dẫn rất tốt về cách để sử dụng giả lập này một cách gọi là hoàn hảo. Như cái clip đầu tiên mình đã chia phần ra cách để lên được 90fps cũng như là cách fix di chuyển loạn cách nút. Clip thứ hai thì mình hướng dẫn macro làm cho mọi người có thể vừa đặt keo vừa bấm ngồi, làm cho mọi người thao tác nhanh hơn. Hai clip này có lượng view cũng khá là bình thường, ổn định. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ vào trang giao du của mình, bấm cho mình một like, một subscribe. Rồi sau đó hãy ra nhé. Bye bye.